Xin chào tất cả các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoàng Aru nhá. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em sẽ có lên tất cả các bác một bộ cấu hình, một bộ karaoke chất lượng cho tất cả các bác. Thì trước mặt tất cả các bác, đây là một bộ karaoke em báo giá luôn các bác nhá, trị giá 26.500.000 các bác nhá, 26.500.000. Và với cấu hình như sau, một đôi loa full 30 của chính hãng Eric các bác nhá, một đôi loa full 30 chính hãng của Eric, đúng không ạ? Sản phẩm cam kết các bác chính hãng. Thứ hai, sản phẩm thứ hai đó là một con đẩy ở hai kênh của chính hãng Eric, model là EV2.65 650W trên một kênh, sử dụng mạch class H, đúng không ạ? Đập hộp nguyên mới hết các bác nhá. Sản phẩm thứ ba đó là một chiếc vang số xe, đúng không ạ? Công nghệ thương hiệu Đức, hàng xuất châu Âu. Con này là vang số cao cấp, chip xử lý đời cao 2.489 analog device, đúng không ạ? Chip của Mỹ. Và cổng quang, đúng không ạ? Con này 6 ao chỉnh riêng độc lập, có remote điều khiển các bác nhá, mic chỉnh AB riêng biệt. Và tiếp theo đó là một chiếc quản lý nguồn của chính hãng Eric, đúng không ạ? Chiếc quản lý nguồn Eric, và con quản lý nguồn này có remote điều khiển từ xa luôn, rất là hiện đại các bác nhá. Và sản phẩm cuối cùng đó là một bộ mic không dây của KTV C200 Pro các bác nhá. Dòng này là 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc. Thì cấu hình này thì sẽ đi theo tặng kèm cho các bác tất cả những gì ạ? Cái đầu tiên là tặng kèm các bác một bộ pin sạc đi cùng các bác nhá. Tặng các bác chiếc remote điều khiển và có remote điều khiển của quản lý nguồn. Và tất cả sẽ tặng dây jack tất cả các bác. Và nếu như bác nào có yêu cầu một bộ karaoke chất lượng như thế này thì bên em sẽ set cho tất cả các bác tại nhà, đúng không ạ? Bác nào trong vòng bán kính 100-150km em sẽ lắp tại nhà cho tất cả các bác. Ok, rất mong tất cả các bác vào xem video ủng hộ cho em Hoài Aero xin một like nhá. Các bác đang xem video ủng hộ cho xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhấn đỏ phía dưới giúp em. Và các bác đừng quên ấn vào nút chuông để nhận thông báo video thứ mới nhất từ bên em. Ok rồi ạ. Bộ karaoke này thì em cam kết tất cả các bác, đây là những sản phẩm rất cao cấp các bác nhá. Sản phẩm rất cao cấp. Và sẽ hướng tới tất cả các bác là một bộ karaoke không cần quá nhiều thiết bị các bác nhá. Chỉ một con đẩy, một con vang số và một mic không dây, chiếc quản lý nguồn là đủ. Không cần phải tất cả những thiết bị lọc và lồng tiếng làm gì cả các bác nhá. Ok chưa ạ? Và đây em sẽ quay gần các bác một chút nhá. Đây, model loa Eric đúng không ạ? Eric. Eric sản phẩm chính hãng các bác nhá. Eric là trực thuộc công ty Teleportic sản xuất. Logo sẽ sáng 7 màu các bác nhá. Full bass 30, thùng cân, thùng rất sâu và tiếng bass rất uy lực luôn. Sản phẩm thứ hai, con đẩy Eric rất là đẹp luôn, mặt phay nhôm, mặt phồng màu đen các bác nhá. Model là EV2.65 600W trên một kênh mạch class H. Riêng chiếc đẩy này, thiết bị quản lý sẽ thiết bị điện là sẽ được bảo điện tử bảo hành cho bác 25. Và chiếc vang số CE em đã giới thiệu các bác review rất nhiều rồi. Có review tất cả các bác nhá. Đấy, ba cổng mic đằng trước này, màn hình này, đúng không ạ? Control các bác cài đặt này. Và ba có chế độ mode, bên ngoài, đúng không ạ? 1 2 3. Và chế độ mic đúng không ạ? Music effect. Và cổng main, main tổng và sub. Đấy. Và server là lưu chương trình, cổng center và xtm cài đặt chương trình và chế độ effect. Và up và down các bác cài đặt chương trình, volume music, volume effect và mic tổng, đúng không ạ? Đây là cổng kết nối phần mềm 9800 của CE, một dòng vang công nghệ thương hiệu của Đức các bác nhá. Và được hàng xuất đi châu Âu. Chiếc quản lý nguồn thì nó sẽ tất cả trong bộ karaoke không thể thiếu những chiếc thiết bị quản lý nguồn trong gia đình. Thì nó làm sao ạ? Tất cả các bác là thao tác sử dụng là cắm tất cả thiết bị vào con quản lý nguồn này. Và khi các bác sử dụng, các bác chỉ cần bấm chiếc điều khiển thôi, nó sẽ tự động ngắt và tự động mở các bác nhá. Ok chưa? Các bác không cần phải thao tác gì cả, các bác cắm hết thiết bị sẵn, bên em sẽ cài đặt setup sẵn cho tất cả các bác. Các bác chỉ cần dùng một thao tác thôi là bật nguồn là sẽ tự được khởi động. Ok. Và chiếc điều khiển thứ hai là sẽ dành riêng cho vang số. Chiếc điều khiển thứ hai dành cho vang số là gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì em thường thường các bác sử dụng là cấu hình 1 em cài cho các bác nào revert đúng không ạ? 2 là chế độ echo, 3 là chế độ echo revert và 4 chế độ là nghe nhạc. Ok chưa ạ? Và thiết bị quản lý nguồn này có 8 cổng đằng sau và một cổng đằng trước. Thì cổng trước này nó có cả lỗ chắn luôn, tránh trở con nút tay vào các bác nhá. Đồng hồ hiển thị Eric PS 2021. Hàng chính hãng luôn các bác nhá. Và một bộ mic KTV đấy, C200 Pro. Đây, mic 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc các bác nhá. Và đi kèm một bộ này nó sẽ là tặng kèm các bác một bộ pin sạc trị giá 320.000. Đúng không ạ? Một đốc sạc và 4 quả pin. Ok, và ngay bây giờ em sẽ test cho các bác chất âm của bộ karaoke này trị giá 26.500.000. Bên em sẽ tặng các bác dây jack đầy đủ luôn các bác nhá. Tất cả sản phẩm giá trị hay không, các bác nhìn thực tế vào tất cả giá trị sản phẩm. Từng sản phẩm em đã review giới thiệu kỹ các bác rất rõ. Ok, em sẽ mời tất cả các bác nghe chất âm một chút nhá. Các bác nghe chất âm một chút nhá. Sau bắt đầu là em sẽ bắt đầu là test karaoke cho các bác nhá. Em sử dụng một điều khiển các bác nhá.
trọn đời riêng và bây giờ sẽ chiều tối cho các bác trải nghiệm một chút nhạc nó tốt các bác nhá. Một lần em sẽ sửa tiếng mic cho các bác nghe. Các bác đang xem video ủng hộ cho xin một like nhá, bác ủng hộ xin một like nhá. Các bạn nhìn logo sáng 7 màu. Logo sáng 7 màu các bạn nhá. Bánh theo nhạc luôn. Các bạn nghe tiếng bass rất là ok luôn. Rất phê luôn. Ok tất cả các bác, và bây giờ em sẽ test cho các bác là chế độ effect. Là em có đặt sẵn cho các bác 4 chế độ rồi các bác nhá. Cái đầu tiên em sẽ test cho các bác là chế độ reverb effect trước các bác nhá. Xong chế độ thứ hai là chế độ echo. Đúng không ạ? Chế độ đầu tiên chế độ effect. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anh em. 1 2 3 chiều trở về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im niềm. 1 2 Chế độ thứ hai là chế độ echo các bác nhá. Chế độ echo mà em đã cài đặt sẵn cho tất cả các bác, đúng không ạ? Các bác chỉ cần chọn mode điều khiển thôi. Ad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ad. Và chế độ thứ ba là chế độ em kết hợp echo và reverb, các bác hát là echo nhạc vàng, rất mềm mượt luôn. Ad 1 2 3 4 5 6 7 Ad. Và bây giờ sẽ test qua cho các bác một bản karaoke các bác nghe thực tế nhá. Trên một bộ karaoke trị giá 26.500.000. Nó cực kỳ là chất lượng trong tầm thế nào các bác nhá. Và với những cấu hình vang thì nó cũng phải tùy từng người setup. Như bên này em đã setup cho tất cả các bác nghe rất là ok luôn các bác nhá. Rất là hiện đại và tiện sử dụng tất cả mọi thứ. Các bác nhớ xem video, các bác đừng quên ủng hộ cho xin một like nhá. Các bác ủng hộ xin một like nhá. Bây giờ sẽ tiếp cho các bác một ca khúc Mưa trên phố Huế, các bác nghe nhá. Kính thưa quý vị, một ca khúc Mưa trên phố Huế xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau B. Chiều nay mưa trên phố Huế kim nhang hồ không bên đời, hạt mưa rơi vẫn rơi rơi hoài trọn lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nương trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài mắt lệ gần dài. Chiều mưa trên kinh đô Huế tiếng ngày quen nhau dưới chân thiên bồ, em còn nhớ chăng? Chờ đồng ba khi mình qua, lá em bay bay là đà, chiều thiên tha có em bên mình mà ngờ hôm qua.
có ai mong đợi một người biệt biệt đời vô để nhớ nhớ một người tiếng quay luôn. Chiều nay mưa trên phố biển ai đã quên ai rồi, hạt mưa rơi vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài. 1 2 5 6 lên. Ok tất cả các bác, và vừa rồi các bác đã được trải nghiệm em hát nhét trên một bộ karaoke trị giá 26.500.000, từ đến những sao tiếng effect và sao tiếng nhạc em làm rất là chuẩn trên bộ karaoke này. Và bác nào có nhu cầu đúng không ạ, muốn lắp ghép bộ karaoke này trong vòng bán kính 100-150 km, em sẽ set up tại nhà cho tất cả các bác và sẽ hỗ trợ tất cả các bác, không phải mất đồng tiền phí nào các bác nhá, và sẽ tặng các bác đầy đủ các thiết bị em đã giới thiệu rất chi tiết rất rõ trên video. Và bác nào muốn quan tâm sản phẩm này thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại nhá, 0352 910 99, được chưa ạ? Các bác quan tâm đến bộ karaoke này hoặc các bác cần quan tâm đến sản phẩm nào, các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0352 910 99 nhá. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác rất nhiều, thân ái chào tạm biệt tất cả các bác.